Có thể nói khi du khách lựa chọn đến một địa điểm du lịch thì đầu tiên là chọn những nơi có cảnh quan đẹp, nổi tiếng, những sự kiện lễ hội hấp dẫn hay ẩm thực độc đáo. Song, điều khiến du khách muốn quay trở lại trong những chuyến du lịch tiếp theo đó là chất lượng dịch vụ, phục vụ hay sự hỗ trợ tối đa cho du khách tại điểm đến. Vì vậy, trong thời gian qua, du lịch Đà Nẵng không chỉ xây dựng điểm đến hấp dẫn mà còn chú trọng tạo dựng hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện và mến khách. Không chỉ là những bãi biển quyến rũ, những cái cầu độc lạ bắc ngang qua sông Hằng, nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng như Bà Nà Hills, Chùa Linh Ứng, danh thắng của Hành Sơn và các sự kiện đặc sắc như lễ hội phó học quốc tế mà Đà Nẵng còn hút khách vì môi trường an bình. Vì vậy, du khách cho biết nhiều lần quay trở lại thành phố để nghỉ dưỡng, cảm giác rất an tâm, an toàn. Cảm thấy là những cái nơi mà tụi mình đi đến và tụi mình ăn uống thì đều có những cái giá cả nó hợp lý, hay là nó có một cái đề ra trước cái menu á để cho du khách người ta sẽ không có bị cảm giác người ta bị hồi hộp hay là người ta có cảm giác người ta sẽ bị chặt chém hay này kia. Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2023, khách do cơ sở lưu trú phục vụ tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 90,4% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu lưu trú ăn uống lữ hành tăng trưởng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu lưu trú ăn uống của Đà Nẵng có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều này cho thấy chất lượng của các cơ sở lưu trú tại thành phố. Tuy nhiên thì một cái khách sạn hoàn hảo, đâu đó mình cũng sẽ gặp những cái lúc khách hàng không hài lòng. Thì đối với những trường hợp khách hàng không hài lòng với chất lượng dịch vụ ở một khía cạnh nào đấy, thì với cái kinh nghiệm trong nghề thì ban giám đốc khách sạn sẽ trực tiếp gặp khách cũng như là tìm hiểu về cái nguyên nhân đó. Và mình cũng rất là chia sẻ, đồng cảm cũng như là tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng để sau này thì chất lượng dịch vụ sẽ được tốt hơn. Thời gian qua, Đà Nẵng nhận được một số phản ánh của du khách về chất lượng dịch vụ. Song, thành phố đã xử lý nhanh chóng kịp thời, qua đó tạo sự tin tưởng cho du khách. Đặc biệt trong tọa đàm du lịch mùa xuân 2023 vừa qua, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe những ý kiến đóng góp kiến nghị của các doanh nghiệp du lịch cũng như những khó khăn mà du khách thường hay gặp phải. Qua đó, thảo luận tìm ra giải pháp giúp lãnh đạo thành phố có những chỉ đạo trực tiếp cho các sở ban ngành, đơn vị liên quan, địa phương xử lý những vấn đề của du khách nhằm xây dựng thành phố du lịch an toàn, thân thiện, mến khách. Thứ hai là khẩn trương xây dựng cái quy chế và tìm các cái điểm check-in. Bây giờ mình giao khoán cho địa phương là không được, mà phải thống nhất toàn thành phố. Những cái điểm check-in chính và có cái hướng dẫn về môi trường, về an ninh, về thu vé, không thu vé, thời điểm như thế nào là có hướng dẫn cụ thể. Vì đã này. Rồi là xây dựng thẻ du lịch, bản đồ về ẩm thực, rồi ăn uống, vân vân. Rồi quan tâm đến vấn đề là an toàn bờ biển, khách tắm biển. Thứ hai là cùng với sở truyền thông là xác định cái đường dây nóng. Không xây dựng hình ảnh du lịch nhất thời mà hướng tới những giá trị bền vững, Đà Nẵng luôn cầu thị thay đổi từng ngày để thích ứng, tạo ấn tượng với khách, mang đến sự hài lòng và chất lượng tốt nhất cho du khách, qua đó nâng tầm thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng.